mỗi cái hợp đồng mà Khoa bán á, thì tất cả đều kèm cái thẻ CHR vào cho khách hàng của mình. Thì theo Khoa thì cái CHR này nó cực kỳ là có giá trị và có cái lợi ích đối với khách hàng của AA. Tại vì tất cả khách hàng của mình không thể nào lúc nào cũng có thể có dùng thẻ bảo hiểm y tế để có thể đi khám bệnh được. Thì cái CHR này nó có giống như một cái thẻ ưu tiên, có thể giúp cho khách hàng thật là tiện ích. Nó sẽ giống như một cái gì đó, nó một cái thẻ sức khỏe mà rất là cao cấp đối với những cái giá trị mà khách hàng sẽ nhận được từ sản phẩm của AA. Đối với cái thẻ CHR này thì đối với riêng bản thân của Khoa đi thì nó rất có ích luôn. Tại vì sao? Tại vì nó giúp đẩy mạnh doanh số mà Khoa mang lại về được cho công ty, và cũng như điều đó song song là làm cho doanh số công ty sẽ càng ngày phát triển lên nữa. Khi mà khách hàng bị bệnh đến bệnh viện khám thì chỉ cần vào nằm chữa bệnh và đi về, chứ không cần phải tốn bất kỳ nào hết khoảng thời gian nào cho những cái thủ tục rắc rối của bệnh viện.